Ngày 3 tháng 11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trong căn nhà ở phường 10, thành phố Mỹ Tho khiến hai người chết, hai người bị bỏng nặng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 11, người dân xung quanh phát hiện nhà ông Lê Minh Ngọc, 56 tuổi, ở phường 10, thành phố Mỹ Tho bốc cháy cùng với tiếng kêu cứu nên hô hoán dập lửa, phá cửa vào nhà và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, người vợ và con gái đã chết. Riêng cháu ngoại 4 tuổi và ông Ngọc đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Đám cháy thiêu rụi một số tài sản trong phòng ngủ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ được bình chứa xăng, bật lửa, dao và nhiều vật dụng có liên quan đến vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Ngọc ghen tuông nên tự khóa cửa rồi phóng hỏa đốt nhà để tự tử.